Quý khán giả thân mến, chi bộ là tế bào của đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối chính sách của đảng đến với nhân dân. Xác định vai trò của mình, bên cạnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chi bộ khu vực 6 phường Tân An, quận Ninh Kiều còn phối hợp vận động xây dựng nhiều mô hình an sinh xã hội thiết thực, tạo sức lan tỏa, góp phần trợ giúp người dân vươn lên cải thiện, nâng cao đời sống. Đến hẹn lại lên, vào buổi sáng các ngày cuối tuần, điểm trao quần áo đã qua sử dụng trước nhà văn hóa khu vực 6 phường Tân An, quận Ninh Kiều lại sẵn sàng phục vụ người dân. Đến lựa chọn đồ, chủ yếu là những hoàn cảnh khó khăn, người làm thuê, chạy xe ôm, bán vé số, ai cũng phấn khởi mang về cho mình vài món đồ phù hợp. Cô khu vực 6 này thì cho hay hôm nào có đồ cô chạy lên cho bà con trong khu vực, với khác khu vực cũng được luôn, rồi nhận đồ về cho bà con khó khăn nhận mặt. Bà con cũng eo hẹp đó, đỡ cho gia đình nhiều gia đình khó khăn. Cho con mặc có 1 bộ, 2 bộ, còn này có thêm và mừng lắm. Đây là mô hình một tấm áo, một chân tình do chi bộ khu vực 6 triển khai thực hiện từ năm 2017 nhằm động viên và chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn. Mấy chị em của hệ thống chính trị là tổ phụ nữ, các tổ trưởng, trưởng phó khu vực đều tập trung một tuần lễ một lần để mà mình soạn lại những cái quần áo của các nhà hảo tâm người ta cho. Để cái nào tốt mình đem mình treo cho bà con nghèo, những người khó khăn, những người mà giãn khách giãn lai, người ta cũng có thể tới để người ta nhận. Mô hình mái tóc nghĩa tình cũng được khu vực 6 phối hợp với một tiệm hớt tóc ở quận Ninh Kiều duy trì hiệu quả từ tháng 2 năm 2022. Từ khi ra mắt đến nay, mô hình đã hớt được gần 1.000 mái tóc, tiết kiệm ước khoảng 40 triệu đồng cho người dân. Riêng bản thân em thì em cũng thường lui tới đây để em hớt. Thì dịch bệnh thì nó cũng khó khăn, thì qua cái dịch bệnh thì hớt cái này thì cũng được trang trải được chi phí cho em, bớt được một phần chi phí về cái việc hớt tóc. Ngoài hai mô hình trên, hiện nay chi bộ khu vực 6 còn lãnh đạo các đoàn thể duy trì hiệu quả các mô hình tặng sách giáo khoa cho học sinh, thu gom phế liệu tặng thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện mô hình lớp học ngoại ngữ nghĩa tình, hỗ trợ tập viết và học Anh văn miễn phí cho 15 trẻ em. Sau đại dịch, dù đã qua cả năm trời nhưng mà vẫn còn ảnh hưởng rất lớn tới bà con, nhất là bà con lao động nghèo. Nên ở đây mình tiết kiệm một phần là để giúp đỡ cho cái vấn đề an sinh xã hội. Mô hình này sẽ được duy trì và phát triển thêm. Đồng thời là mình cũng để những năm về sau, những năm tiếp theo mình vẫn phát huy nó, nhân rộng nó lên. Những mô hình hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người dân đã tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của đảng viên, nhân dân. Qua đó thể hiện vai trò của tổ chức cơ sở đảng, huy động được sức dân cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội vì sự ổn định và phát triển của địa phương.